Chào tất cả mọi người theo dõi video nhé. Bữa quá trời nhiều anh em gọi hỏi mua cái dòng bơm van thể cũ. Thì hôm nay bên mình có hai máy này, một máy màu xanh như là của cơ khí ngọc, một cái van thể 5 nhé. Đây. Van thể 5 đây. Báo sơn zin nhé. Van thể 5 này 6 cánh nhé. Van thể 5 này thì sản xuất tháng 2 năm 2014 này. Bạc bi các thứ bên em kiểm tra hết hoàn toàn rồi nhá. Bác nào mua thì bên em gắn cái đầu ống hút này vào, gắn ống đầu nối nhanh ống xả giống cái bơm này nhá. Đây, van thể 5. Van thể 5 này thì động cơ từ 22 ngựa. Máy diesel thì 22 ngựa trở lên chạy nhá. 20 hay 22 gì đấy, máy lớn thì đẩy nó khỏe. Con này 6 cánh nhá. 6 cánh. Bác nào mua thì gắn đầy đủ luôn ống xả như bơm mới nhé, tức là phụ kiện như dòng bơm mới luôn, phụ kiện bơm mới như thế nào thì bên em ráp bơm mới, ráp như bơm mới luôn, đầy đủ hết phụ kiện. Mỡ thì bên em kiểm tra thay mê thay mỡ, thay mỡ thay dầu, kiểm tra phốt bạc đạn ok rồi nhé, máy chạy êm như máy mới luôn. Còn đây là cái cơ khí ngọc này. Cơ khí ngọc là gì? Sản xuất 2016. Cái này là cơ khí ngọc N3 nhé. Cơ khí ngọc N3. Cái này thì động cơ từ D12 trở lên là chạy được nhé. Motor điện thì từ 7 ký rưỡi. Còn van thể 5 này thì cần motor điện 10 ký trở lên nhé. Mọi người lựa mua cái dòng bơm van thể và cơ khí ngọc này lưu ý nhé. Dòng này là dòng đẩy cao áp cho nên là cần động cơ lớn để vòng cua cao thì mới chạy được nhé. Còn chạy động cơ nhỏ không có chạy được đâu. Có hai máy này, bác nào cần thì liên hệ nhé. N3 này máy còn rất đẹp luôn này, sơn zin nhé. Bên em là hàng nguyên bản luôn đấy, không có sơn lại nhé. Hàng cũ nó như thế nào thì sơn nó như vậy luôn, chứ không có sơn lại, chứ không phải hàng quá cũ rồi mà dọn rửa sửa sơn lại cho nó đẹp thì bán ra cao nhé. Thế còn bác nào mua được thì mua mua cái máy cũ thì rẻ hơn máy mới được vài trăm nghìn. Bác nào ưng mắt thì mua nhé, anh em nào ưng mắt thấy hợp lý với túi tiền của mình, mục đích sử dụng của mình thì mua. Còn anh em nào mà không 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 có nhu cầu mua mấy cái dòng này thì thôi dẹp nhá, thôi lượn đi đi đi, đi tắt bỏ video đừng có xem nữa, rồi ngồi bình luận tào lao từ lưa vào, rồi gọi điện trả giá mà cái bơm này 300 400 nghìn. Tụi em xin lỗi mấy cái bác rảnh háng đấy, là cái bơm này mà 300 400 nghìn thì em bán luôn cho ve chai nhá. Em cân luôn cho ve chai cái bơm này 24 khí cân lên thì em cũng được ngần đó tiền, em không phải mất công thay dầu rồi kiểm tra bạc kiểm tra phốt rồi cho các bác để làm gì cả. 300 400 nghìn các bác mua được thì các bác ra ve chai mà mua nhé, các bác mua được đâu thì mua chứ đừng gọi em trả giá để em chửi cho ấy. Chứ bác có nhu cầu thì mua, không có nhu cầu thì tốt nhất tắt video đi, lượn đi chỗ khác mà chơi, chứ cứ rảnh háng rồi xong comment này gọi điện tùm lum rồi chọc phá. Chứ các bác mà có cái bơm như thế này đi, 300 400 nghìn các bác bán cho em đi, bao nhiêu em cũng mua hết. Chứ các bác không không có mà dùng thì đừng có chê mấy cái hàng cũ này, hàng cũ nó có giá trị, hàng cũ em cũng mua về nhá. Khách đổi lên bơm thì em tính cái bơm này bao nhiêu tiền thì em trả lại khách, em cộng với cái bơm mới, lấy cái bơm mới giá bơm mới trừ cái giá bơm cũ rồi xong còn bao nhiêu thì khách bù bấy nhiêu. Người ta lên máy, người ta lên bơm hoặc là người ta không có nhu cầu sử dụng thì người ta lại hạ giảm bơm, đang dùng cái van thể 5 này nặng máy quá thì người ta lại mua cái van thể 3, van thể 4 thì người ta lại để lại cái van thể 5 cũ này lại. Thì cái nguồn gốc từ đó mà ra, chứ em cũng không phải là đi mua ve chai được, mà các bác muốn mua 300 400 nghìn các bác giỏi thì các bác ra ve chai mà mua, chứ đừng có vào đây mà comment bình luận. Một cái bơm như thế này về sử dụng, các bác về sử dụng thêm 10 năm nữa chắc gì nó đã hư. Mà comment bình luận một cái bơm như thế này mà 300 ngàn, 400 ngàn. Tôi xin lỗi các bác, 3, 400 ngàn các bác đem đến đây em mua hết. Đây em nói chuyện với cái bác hứa mồm nhé. Còn mấy bác nào có nhu cầu ưng mắt này, màu sơn này. Máy thì em ráp đầy đủ hết cho các bác thì bơm mới. Còn màu sơn zin của nó đây. Cái này thì mưa nắng thì nó không che đậy thì nó mất cái màu đi. Còn cái tem này nó màu bình thường, nó màu đỏ. Đấy, cái này sản xuất là tháng 2 năm 2014 này. Đấy, người ta sử dụng bao nhiêu năm, từ từ năm nào thì em cũng không rõ, nhưng mà hiện tại bây giờ nó sử dụng ok nhá. Dòng van thể này bên em nói rất là nhiều lần rồi, nó hư thì nếu mà anh em sử dụng để bơm nước ngọt thì để nó hỏng của nó phải dùng 20 năm chứ chắc nó hỏng nữa.
Nên bán cái bơm này em chỉ đổi cho khách, thì các bác nào có nhu cầu thì rẻ, thì để rẻ lại hơn được cái bơm mới. Khách có nhu cầu thay đổi thì bên em phải đổi cho khách. Chứ cái hàng này cũng không phải như hàng nghĩa địa Nhật mà lúc nào cũng có để bán. Đấy, hiện tại bây giờ em chỉ có 2 con này thôi. Em đang lên đây, các bác nào có nhu cầu ưng mắt ở trong vòng vài tiếng một ngày là bán hết rồi. Chứ không không, không có bơm nhiều mà để mấy cái thành phần ngứa mồm vào vào và trả giá là 300 400 một cái đầu bơm van thể 5 này. Có thì đến em bán cho. Đến bán cho em. Chứ đã không có dùng rồi thì đừng có ngứa mồm kiểu đấy. Thôi, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cửa hàng bên em. Mọi người có nhu cầu liên hệ mua cái dòng bơm và máy nông nghiệp thì liên hệ Zalo bên em nhé.